Chào mừng các chị đã quay lại kênh youtube của Thạc sĩ bác sĩ Phan Tuấn Tiếp theo chuỗi video về hỏi đáp cùng bác sĩ Thì ngày hôm nay Tuấn sẽ đến một chị một câu hỏi Đó là một người khách hàng gần đây hỏi Tuấn là Ồ vậy là viêm gan siêu B này nè là, là liệu nó có dẫn đến bị ung thư hay không Và là những yếu tố nào mà khiến tôi dễ bị ung thư khi mà viêm gan siêu vi B thì chị biết thực sự là viên gan thì cũng không có phải quá mà đáng sợ người ta đáng sợ nó chính là nó thể dẫn đến tình trạng sơ gan đặc biệt nó là ung thư gan và chị biết là ung thư gan á mà nếu mà chúng ta phát hiện trễ thì đó là một điều rất là đáng tiếc vì hầu như là cái khả năng điều trị khỏi rất là khó à, vì vậy là chúng ta sẽ hiểu những yếu tố thế nào để chúng ta có thể phòng ngừa được cái ung thư gan ở trong tương lai như chị biết đây là cái gan chúng ta à. thực sự là cái gan á, là một cái gan rất là tuyệt vời nó có khả năng tái sinh tức là tế bào gan nó chết đi thì nó có thể sinh ra những cái tế bào mới và thậm chí là chúng ta cắt đi 70% đến 75% cái lá gan á, thì cái gan còn lại nó vẫn có khả năng sao nó tái tạo những cái tế bào mới và phục hồi lại cái chức năng gan đây là một tính năng rất là tuyệt vời của lá gan nhưng mà chúng ta cần phải phòng ngừa thì nhắc lại chị vì nếu mà ung thư xảy ra thì đôi khi nó lan tràn khắp ở là cái lá gan chúng ta ở rất là nhiều nơi nhiều vị trí khác nhau lúc này chúng ta không còn khả năng cắt được thì lúc này dù cho chúng ta có khả năng phẫu thuật được hay là còn sức khỏe chị nhé thì vẫn không thể nào làm gì được Lúc đó chúng ta có thể là phải dùng những biện pháp rất là đặc biệt hơn, ví dụ là ghép gan quân như đó rất là khó khăn. Rồi, thì đầu tiên á là chúng ta hiểu là cái yếu tố nào mà khiến cho một người viêm gan B dẫn đến ung thư gan. Đầu tiên nó chính là cái nồng độ cái virus HBV đi nha. Nồng độ à HBV. Chị biết á là nồng độ á, là người ta đo bằng á, là cái DNA của virus á. người ta đo định lượng cái DNA con à, còn HBV này nó mà càng cao chị nha thì khả năng á, dẫn đến á, ung thư gan á, nó càng cao. Đây là yếu tố quyết định chính bất kể cái yếu tố khác có hay không thì yếu tố là cái nồng độ này nè à, chúng ta phải kiểm soát rất là tốt nên gì không? tại sao người ta phải dùng rất là nhiều cái biện pháp điều trị hoặc là phòng ngừa để là giảm cái nồng độ cái virus HPV này xuống rồi, à, rồi ngoài ra thì những yếu tố khác mà đi kèm mà chúng ta có thể dẫn đến tình trạng ung thư gan dễ xảy ra hơn thứ nhất nó là gì không? Là cái người này bị nhiễm đồng cái viêm gan siêu vi à, HCV và HDV tức là chúng ta nhiễm có viêm gan siêu vi C và siêu vi D cùng một lúc đi xem người B tức là gọi là đồng nhiễm tức là chúng ta nhiễm cùng nhiều con một lúc này nè thì khả năng á, nó tổn hại cái gan chúng ta nó sinh ra những cái tế bào ung thư dễ dàng hơn và nhanh hơn ngoài ra thì người ta thấy là những người mà chúng ta bị nhiễm kèm với lại độc tố tên là aflatoxin đây là một độc tố có trong rất là nhiều thực phẩm ngũ cốc mà bị nắm mốc vậy nha các loại đậu các loại kẹo à, mà bị mốc thì nó có rất là nhiều cái aflatoxin này à, và nguyên nhân yếu tố tiếp theo á là nguyên nhân do rượu Người ta nghiên cứu thấy rằng là, nếu mà chúng ta bị nhiễm với gan và chúng ta còn bị do rượu nữa thì cái tỷ lệ này, này nè, nó tăng lên rất là nhiều lần thậm chí tăng ra 2 đến 4 lần so với người bình thường Và tiếp theo đó là tình trạng là gan nhiễm mỡ à, Gan nhiễm mỡ, à, rất là nhiều yếu tố khác nhau à, gây ra gan nhiễm mỡ và Tuấn đã làm video chia sẻ anh chị về gan nhiễm mỡ rồi Anh chị hãy xem lại video đó Đó là chị Gan nhiễm mỡ nếu mà để lâu ngày chứ không Nó cũng thể đến tình trạng là viêm gan Gọi là mạng tính Và cũng đến sơ gan và ung thư gan Và những yếu tố này nó sẽ cộng lại Càng nhiều yếu tố mà cộng lại Thì cái tỷ lệ ung thư gan á, Nó sẽ càng cao lên Và yếu tố mà chúng ta phải cần quan tâm đó là tình trạng bị sơ gan nếu mà viêm gan siêu B mà nó dẫn đến sơ gan thì khả năng nó cao nó ung thư gan rất là nhiều nếu mà viêm siêu B mà nó không có tình trạng sơ gan kèm thì tỷ lệ nó lại thấp hơn nên chị nha vậy tóm lại là thông qua video này tôi chia sẻ anh chị nếu mà chúng ta hiểu biết về viêm sao vi B chúng ta kiểm soát được cái nồng độ nó và những yếu tố mà cùng đi kèm ví dụ chúng ta nhiễm viêm khác chúng ta tránh À, chúng ta không ăn thực phẩm có những chứa độc tố, hạn chế uống rượu bia, à, điều trị tình trạng là gan nhiễm mỡ thật tốt, đặc biệt là chúng ta phòng ngừa hiện tượng sơ gan xảy ra, thì chúng ta sẽ có thể là yên tâm không bị ung thư gan ở những người mà đã bị nhiễm b Vâng, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video này và nếu anh chị thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ cho người bạn, người thân của mình để cho họ có thể phòng ngừa ung thư gan nhé và xin chào và hẹn gặp lại và nhớ và đút đăng ký bên dưới và cũng như là bấm nút và chuông anh chị sẽ là người nhận video tiếp theo sớm nhất xin chào